Thưa sư, làm sao để sám hối? Nguyên nhân thưa sư, khi xưa con có tà kiến với vô minh, làm ra việc là bác bỏ với bài xích việc hành thiền nói chung và gạch bỏ hình ảnh thiền định, không biết là có đúng với chánh đạo của Phật không, hoặc là thiền của ngoại đạo. Con vẫn là người Công giáo theo như gia đình của con, nhưng con muốn sám hối việc làm đó để tạo duyên lành để có thể hành thiền và tiến bộ, thì con phải làm như thế nào? Xin sư hướng dẫn cho con. Cái chuyện sám hối thì quý vị chỉ cần đến gặp một vị tỳ kheo, rồi quý vị sám hối với vị đó, gặp trực tiếp chứ không phải là mình gặp online nha. Đến gặp trực tiếp với vị đó và mình sám hối để vị đó ghi nhận là mình đã biết cái lỗi lầm đó là lỗi lầm, để ngăn ngừa ở trong ngày vị lai. Tuy nhiên thì xin nhắc để quý vị nhớ là cái chuyện sám hối là nhằm mục đích là để mình ngăn ngừa không cho cái quả nó trổ thêm nữa, chứ điều đó không có nghĩa là cái quả mình đã tạo là nó ngưng, nó không trổ nha. Có thể là sau này cái chuyện hành thiền của mình sẽ khó khăn, nhưng mà tới đó thôi, chứ nó không có đi đến cái tình trạng tồi tệ hơn. Cho nên là mình vẫn nên sám hối sớm. Còn cái chuyện là quý vị vẫn duy trì cái niềm tin của quý vị mà quý vị vẫn muốn thực hành, thì đó cũng là quyết định của quý vị thôi. Và về vấn đề này thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì. Kính thưa quý vị, cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ sư cũng hoàn toàn đồng ý. Quý vị nha, vị nên khi mà sư đọc câu hỏi này nè, đến cái đoạn mà quý vị đã nói là con vẫn là người Công giáo theo gia đình của con, nhưng con muốn sám hối cái việc đó. Sư rất là tán thán cái vị này, rất là tán thán cái việc này. Cái người mà sai mà biết nhận ra lỗi sai mà lại là đạo Công giáo, là dám nhìn nhận cái sự thật như vậy thì rất là tán thán như này. Đây là một cái hình mẫu điển hình mà giống như là những ai mà mình xem qua chương trình vấn đáp này, mình xem tự xem bản thân mình trong quá khứ mình có lỡ làm cái điều gì, thậm chí mình sai lẫn việc đời lẫn việc đạo quý vị. Mình hãy mạnh dạn có sự dũng cảm, có sự quyết tâm để mình nhận sai, chứ mình đừng có rụt rè, mình đừng có trốn chạy nữa. Điều đó nó khiến mình giống như Đức Hạnh Tuệ nói, ác nghiệp có nghĩa là ác lại làm ác thêm, khiến cho mình đau khổ. Còn về việc đó mà quý vị là muốn sám hối, Đức Hạnh Tuệ đã hướng dẫn kỹ rồi. Thì sư ở đây thì sư cũng có thêm lời khuyên thôi. Cái việc sám hối, nếu mà để cho gọi là có cái sự tiến bộ như trong hiện tại và ngay trong tương lai, để tình tiết á, nếu mà mai này cái quả này nè trong tương lai nó có thể trổ, thì để giảm cái tình tiết ở đây thì ngay trong kiếp này thì cái vị này hãy siêng năng đi, ngay cả thời điểm ngay lúc này hãy siêng năng làm cái phước, cái buông bỏ cái phước mà cái thưa đã nhắc hoài, cái phước và phước đức chí, siêng năng làm liên tục, làm không ngừng nghỉ, làm ngay bây giờ. Thì nếu mà may mắn vị đạt cái những cái sanh thú mà nó cao thượng hơn, mà nếu đặt những sinh thú cao thượng hơn mà trùng cái thời điểm mà cái sinh thú quý vị ở cảnh cảnh giới cao hơn, mà cái quả đó nó trổ thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng mong là vị này sẽ phần nào thỏa mãn được cái câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ và sư, cũng như kết thúc cái câu trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.